Xin kính chào toàn thể các bác và anh em. Liên Song giới thiệu đến anh em và các bác một bộ dàn của hãng Aiwa khá là độc lạ và chất anh em nhé. Model của bộ dàn là MJ3 DVD. Đấy. Bộ dàn được thiết kế rất là đặc biệt và điểm nhấn nổi trội nhất của bộ dàn đó là ở hai cái kim VU cơ. Đấy, cực kỳ hiếm gặp ở các bộ dàn mini nhá. Đấy. Kim VU cơ đánh rất hay luôn. Đây. Thường chỉ thấy ở các cái cục âm ly hoặc các cục tuner hoặc các cái bộ dàn lớn thôi. Đấy, con này nó trang bị luôn cái kim VU để cơ luôn. Tuyệt vời luôn anh em nhé. Đó. Thiết kế hai loa bát khá là lớn. Con này tầm bát 14, tí nữa sẽ lấy thước em đo lại cho nó chính xác em nhé. Tầm bát 14. Nguyên vải tẩm dầu bát lõm, chắc đom luôn, từ kép luôn anh em nhé. Đấy, dưới nó cho ngoài dòng rất là gấu luôn và loa rất là to luôn, mini size đại luôn các bác ạ. Về chức năng của bộ dàn thì bao gồm là chơi đĩa CD như em đang test đây nhé. Chơi FM, con này full 108. Và chơi điện thoại máy tính qua cổng AUX, qua jack 3.5 anh em nhé. Đấy. Tuy nhiên thì với bộ dàn này, cái đĩa CD của nó thì cơ của nó dây của loa hơi trùng cho nên ra vào hơi chậm. Và đồng nghĩa là nó loát đĩa cũng hơi chậm. Tuy nhiên khi đã loát xong đĩa rồi thì đọc rất là tốt và không hề kén vấp. Như đang test một cái đĩa CD các bác nhá. Đấy. Tuy nhiên thì cơ của nó ra vào hơi chậm nên em có thể cho các bác xem nhé. Em dừng lại đĩa này, em cho đĩa nó ra này, nó ra vào hơi yếu bởi vì dây cua bị hơi bị trùng đấy, và nó vào cũng hơi chậm và thi thoảng vào nó bị nghẽn thì anh em hỗ trợ đẩy cái tay cho nó vào nhé, cho em nhé. Nếu nó vào bị nghẽn, trường hợp này là vào không nghẽn, còn nếu vào nghẽn nó dừng ở đây thì mình hỗ trợ mình đẩy cái tay nó cho nó ngập hẳn vào để cho nó yên trong đấy nhé. Thì khuyến cáo các bác luôn, nếu các bác nào hay chơi thế thì thu vui lòng bỏ qua cái bộ dàn này đi cho nó đỡ mình đỡ về mình đỡ phải dọn. Đấy, ok các bác, em sẽ test đi. Chức năng tiếp theo là chức năng chơi qua đài FM, bát đài FM trước nhá. Các bạn ấn nút tuner nhá, và dò sóng của em phải hai nút mũi tên trái phải đấy nhá. Em sẽ để sóng 100. Đấy, bát sóng rất khỏe và trong luôn anh em nhá. Hai VU đánh rất hay luôn. Thẻ vàng, thậm chí áp dụng thẻ đỏ thì ngư dân chính là đối tượng chịu thiệt hại nhất khi thủy sản khai thác không thể bán được vào thị trường châu Âu và nhiều thị trường khác. Công tác dò sóng em phải hai nút mũi tên này nhá. Đây, em thử dò lên một sóng 106.5 xem nào. 106.5 này. Khi nào gần đến sóng anh em ấn nhấp nháy tay thôi để cho nó chính xác luôn. Đấy, 106.5 nhá. Hãy cho sự sinh nọ, tù lầu Hoàng Văn Hòa, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Hòa. Rồi, ok, đây là đài địa phương cho nên là nó có tính dân tộc. Em sẽ test tiếp đến chức năng nữa là chức năng chơi AUX. Trước khi test chức năng chơi AUX thì em hướng dẫn qua về cái tính năng chỉnh của con này. Nó có chỉnh 3 check ở tại núm này nhá. Anh em để vặn cộng trừ 5 ở đây. Đấy. 3 check cũng vậy nhá, check cũng vậy nhá, cộng trừ 5 đều con này cộng trừ 5 luôn nhá. Đấy. Và đồng thời anh em mở nắp này ra. Nếu như anh thích chơi chỉnh equalizer, ấn cho em vào nút có chữ là more. More. Đấy, ấn tiếp một lần nữa. Ra equalizer nhá, ấn enter. Đấy. Và xoay ở đây. Flat này, heavy này, ấn enter lần nữa nhá. Đấy, là nó chơi equalizer nhá. Đấy, nhưng bộ dàn này chỉnh 3 check thì sai hơn. Cho nên anh em chỉnh em 3 check đi. Đấy. Rồi, ok anh em. Bây giờ thì em sẽ đi test âm cho các bác và anh em mình nhá. Và lát em sẽ quay qua hình thức cho các bác và anh em luôn và sẽ có báo giá ở cuối video. Em sẽ mở bản nhạc trên điện thoại và em chơi ở cái chế độ là AUX. Rồi, em sẽ ấn nút function nhá, chuyển về chế độ AUX. Đây. Mời các bác trải nghiệm chơi đơn. Con này bát 14 anh em nhé. Tí em sẽ đo lại chính xác kích thước của nó.
trang bị một cái cặp loa bass cực kỳ lớn, cho nên là tiếng của nó sẽ rất uy lực và hay với giống như các cái bộ dàn chung cỡ nhỏ các bác nhá. Rồi em sẽ đo qua kích thước. Đầu tiên là do kích thước tổng dàn nó rơi khoảng độ 52 nếu em kê sát vào rơi khoảng 50 nhá. Nếu kê sát là 50. Chiều sâu tổng dàn của nó tính cả dây rắc và tính cả núm volume nó rơi vào khoảng độ 33. Và chiều cao của dàn của nó là 25 cm. Và kích thước loa bass em sẽ đo từ vị trí bát ốc cho các bác nhá. Sẽ đo chính xác từ vị trí bát ốc của nó là bát 14 các bác nhá. Bát lõm luôn và gân của nó là gân vải rất là bền. Đồng thời trang bị một con chắc đo luôn, một con chắc rất là cao cấp. Cho tiếng rất hay luôn. Sáng sạch. Ê căng của con này thì còn đầy đủ ở đây các bác nhá. Sẽ quay luôn hình thức của hai căng cho các bác. Đây. Đây quay ngược rồi. Đây nhá. Ê căng còn đầy đủ luôn. Đó. Cái căng lắp lên này rất đẹp luôn nha anh em nhé. Còn cái căng lên cái căng rất đẹp luôn, em tể cho các bác xem. Đấy, lên cái căng sẽ rất là đẹp. Đấy. Có thế ạ, rất là đẹp luôn. Về hình thức tổng thể của dàn thì còn tương đối đẹp, có xuất sắc do vận chuyển. Bây giờ em sẽ đi quay qua hình thức cho các bác và anh em mình xem nhé. Mặt trước anh em nhìn thấy rồi, có thể nói là rất là đẹp. Loa là loa vân gỗ. Đầu máy thì thực sự nói em kết cái con view cơ kinh khủng luôn, cực hiếm luôn các bác nhá. Đấy. Rồi em quay mặt trên. Mặt trên theo loa cũng gỗ màu đỏ rất là đẹp. Có một chút cấn ở góc bên này anh em nhé. Đây. Đấy, và một chút nứt nhẹ cái chỗ này do vận chuyển thôi, em đã tra keo rồi. Đấy. Sức sát không đáng kể. Thành bên này loa đẹp luôn. Thành bên này rồi cũng đẹp luôn. Hai thành bên trong sẽ quay chi tiết cho anh em mình xem luôn. Rồi có một vết cấn ở đây. Thành bên này. Rồi tổng thể là đẹp. Có một vết cấn nhẹ ở đây. Đấy. Em quay lên phía sau luôn. Thùng vách vuông vắn. Đây. Loa bên này cũng vậy nhá. Thùng vách vuông vắn. Rồi quay lại cái đít của cái đầu máy cho các bác xem luôn nhé. Đây là khu vực anh em cắm em đã dây điện nhá, để anh em thu sóng FM cho khỏe. Đây cổng súp điện AUX này. Phía dưới là jack jack bắt loa này, anh em chú ý đấu đúng màu dây đỏ, đỏ dây vàng sẽ màu đen cho em nhé. Đấy. Đấy là cái cổng kết nối của nó. Và các mẫu iWaveU này thì cực kỳ hiếm về. Rất lâu mới về một bộ kiểu như này. Và thực sự là cũng phải tuyển rất là nhiều. Rất là hiếm về anh em nhé. Đặc biệt là cái dòng VU cơ. VU điện tử thì nhiều, VU cơ thì hiếm lắm. Ở các bộ mini rất là hiếm. Ok các bác và anh em, xin phép báo giá với toàn thể các bác và anh em với bộ dàn iWa. Model của bộ này là MJ3 DVD. Bộ này thì Trung Kiên Audio xin phép bán với giá là 2 triệu tròn. 2 triệu đồng bao gồm tất cả mọi phụ kiện đầy đủ cho anh em chơi. Và bao phí, bao luôn tiền phí ship cho anh em nếu như anh em hoàn chỉnh còn đủ. Các phụ kiện kèm theo dàn bao gồm: thứ nhất là một bộ chuyển nguồn để anh em chơi điện 100. Thứ hai là một đoạn thứ hai là một sợi dây AUX để anh em chơi điện thoại máy tính qua jack 3.5. Đó là các phụ kiện chính của bộ dàn nhé. Thế còn anh em đặt dàn theo một trong hình thức, một chuyển cọc hay là chuyển đủ. Nếu như góc chuyển cọc, vui lòng cọc cho em là 300.000 với sản phẩm này. Còn nếu như góc chuyển còn đủ thì bên sẽ ưu đãi thêm một ưu đãi nữa là bao luôn phí ship cho các bác luôn. Còn với các chuyển cọc các bác vui lòng trả phí ship giúp em. Mọi chi tiết hệ đặt dàn anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Ngoài ra các bác có thể đặt mua thêm cho em những bộ chân kê kiểu như này để mình kê về kê thêm được bộ dàn cũng như loa để cho nó lịch sự và sang trọng. Cái bộ chân kê này bên nhập thẳng từ bên nhà sản xuất về cho nên là sẽ có giá cực tốt cho các bác và anh em mình chơi nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em, xin phép được kết thúc video test tại đây.